Chào các em, đây là anh Tài đây. Mình đang phát thanh từ mà quận 7 đó không? Anh muốn chia sẻ dù cái mà vấn đề dù cái mà đúng mà cái con mắt mình nó thấy cái vấn đề gì mà nó khác biệt so với cái nó thiệt tình nó hay hơn. Sau ở đây anh có mà một đứa em nó tên là mình kêu nó bằng Hùng đấy, CC vào Hùng. Hi everybody. Okay. Thế là một cái vấn đề đó mà anh để ý của mà từ anh về Việt Nam tới giờ đó là nhiều người đó người ta nói rằng ở bên Mỹ á cái gì cũng hay chăng là anh hỏi bà con đó có gì xấu với Mỹ không, họ không kiếm được cái gì mà xấu được chăng á. Xong rồi cái chuyện đó mọc là cái chuyện vô lý, không có cái nước nào trên thế giới này đó mà cái gì cũng hay chăng. Okay. Mà một cái vấn đề mà anh để ý bà con ta thường sai lầm đó là người ta không có phân biệt được là cái vấn đề mà nó hay đó, so với cái vấn đề mà nó khác biệt. Ừ. Okay. Thì như thí dụ đi, anh nói cái thí dụ đi ha. Như thì á, anh mua bán tiền điện tử, anh mua bán cổ phiếu rồi đó, mấy vấn đề đó thì á, là cái cổ phiếu, cái thị trường cổ phiếu với cái thị trường cái tài chính á, bên Mỹ á, thì cái đó nó hay hơn Việt Nam mình đó 1000 lần luôn. Cái đó anh chấp nhận, cái đó là nó không phải là nó khác mà nó còn hay hơn. Cái đó không phải là nó khác, nó thiệt tình nó hay hơn. Ok. Mà bây giờ cái thì cái đó là nó hay hơn, nó thiệt tình nó hay hơn chứ không phải là nó khác biệt. Nó hay hơn, đúng không? Còn á mình nói đi, như cái thí dụ đi, như là đâu em nói một cái vấn đề mà bà con ưa nói ở bên Mỹ nó hay hơn đi. Ví dụ như nói là cái anh nói về cái anh có thể cho em cái thí dụ về cái ăn uống chẳng hạn. Ok. Khác biệt về không ăn uống. Đúng rồi. Thì bà con nói là cái ăn uống đó, nó phở cái, Nam phở Bắc. Nó ok, như ở Việt Nam mình đó là như bữa nay mình đi ăn phở đó, em bảo rằng ở cái phở này đó nó là phở Bắc chứ không phải là phở Nam. Thì hồi đó giờ anh đâu biết đâu, mình chỉ ăn phở, anh chỉ tưởng là cái quán này nó bán phở này nó nấu khác hơn luôn, mà anh không ngờ là cái phở Nam mình đó nó khác hơn cái phở Bắc. Right. Ok, anh ăn đó thì anh biết là nó khác, mà hồi đó giờ anh không biết rằng là nó khác là tại vì là đây là cái phở Bắc. Uh-huh. Miền Bắc, đây là phở miền Nam. Right. Okay. Thì á là cái phở nào nó ngon hơn? Nó tùy anh thôi. Không, cái đó tùy theo người thôi hả? Được. Tại vì á là anh em mình nói rằng đó là cái phở Bắc nó ngon hơn hay cái phở Nam nó ngon hơn đó, thì cái đó nó không có sự thật. Nó chỉ khác biệt nhau là có người miền Bắc họ thích ăn chỉ phở Bắc thôi, xong cũng trở lại cũng có người miền Bắc đó, họ thích chỉ ăn thích ăn đó là phở Nam thôi. Rồi trở lại đó, có người Nam đó mà thích chỉ có thích ăn đó là phở miền Nam. Rồi xong có người Nam đó là thích ăn đó là phở miền Bắc. Không. Rồi xong rồi có người như anh gì đó, miền Nam đó. Anh không quan tâm gì hết, miễn sao có phở trước mặt anh ăn thôi. Không. Bởi vì nó cái nào mình cũng thích. Không. Có phì cũng vậy anh ạ. Thì cái đó là nó chỉ khác biệt thôi. Nó mình không nói rằng là cái phở Bắc nó hay hơn hay là cái phở Nam nó hay hơn được, nó chỉ tùy theo mọi người đó, cái sự mà thích của họ đó là làm sao đó, đúng không? Còn nó như bên Mỹ á, anh nghe người ta nói nhiều cái đó là nó hay hơn, một cái gì cũng hay chăng á, cái ly cà phê nó cũng hay hơn nữa, đúng không? Cái trái bắp bên Mỹ nó cũng hay hơn trái bắp bên mà Việt Nam mình đó, mà nhiều cái chuyện đó, nó vô lý thiệt, đúng không? Về xong ta không có, ta nghe nhiều người ta đồn đó. Rồi xong ta không có, ta không có phân biệt được á, là cái này thiệt tình á, là nó hay hơn hay là nó chỉ khác thôi. Bây giờ đó, anh nói dụ cái vấn đề đi. Cái vấn đề mà cái chính trị bên Mỹ so với cái chính trị bên Việt Nam đi. Thì hồi đó anh học, anh ở bên Mỹ hết 40 năm, anh vượt biên qua bên Mỹ. Anh ở Mỹ 40 năm, 41 năm hay là gì đó. Rồi xong rồi á, ai cũng nói rằng á, là hồi đó anh học bên Mỹ đó, là ai cũng nói á, là cái chính trị, cái hệ thống mà gì đó, chính trị bên Mỹ đó, nó tiếng Mỹ nó kêu gì, tiếng Việt Nam mình nó kêu gì, cái democracy á,
dân chủ, nền dân chủ. Dân chủ á, là nó hay hơn cái mà đảng mà cộng sản. Thấy không? Thì ai cũng nói vậy chứ. Thì đó là em mà sống ở Mỹ á, thì ai cũng tin vậy chứ. Mà xong rồi em sống ở Việt Nam á, ai cũng tin vậy nữa. Mà cái thực tế là làm sao? Cái thực tế là làm sao? Cái thực tế mà thiệt tình á là nó làm sao? Cứ mà anh về định cư Việt Nam này thì anh mới thấy là cái thực tế là nó không phải là sự thật. Thì nó sao? Nó không phải sự thật, nó chỉ khác nhau thôi. Mình nói rằng cái mà chính trị, cái hệ thống mà chính trị bên Mỹ đó nó hay hơn bên Việt Nam đó, mình nói gì không được. Xong nhiều người ta cãi em, tôi nói là sao mày nói gì được, nước Mỹ là nước mạnh nhất. Ừ, anh đồng ý nó mạnh nhất mà nó không phải là nó hay nhất. Vì xong mà tại sao gì, nó chỉ khác thôi. Nó cái hệ thống nó khác hơn đó là cái hệ thống bên Việt Nam mình. Cái nước Việt Nam mình nó không bao giờ đó, nó có cái hệ thống giống như bên Mỹ được. Em biết tại sao? Tại vì nó có một hai cái vấn đề. Một á là ở bên Việt Nam mình á là cái đảng cộng sản á, không là em muốn vô trong đảng của nó là em phải có gì? Có hai cái vấn đề. Em phải có hai cái vấn đề. Một á là em phải có tiền. Với cái thứ hai đó là em phải có tài năng. Thí dụ như em mà muốn làm trong một cái ông lớn mà trong quốc hội đi, bên Việt Nam đi, trong đảng đi, em phải có tiền, em phải có tiền, em phải có mà tiền, với lại em phải có tài năng, với lại á là cái thứ ba đó không, là em phải biết á giao thiệp với người này người nọ, phải không? Là cái đó là trong cái tài năng đi. Còn ở bên Mỹ á, phải không, anh cũng anh Việt Nam anh khám phá không, là cái hệ thống mà bên Việt Nam mình nó khác hơn mình Mỹ. Nó không phải xấu hơn, nó không phải hay hơn, nó chỉ khác thôi, nó khác biệt thôi không. Mà cái người bên Mỹ họ không có hiểu được. Tại vì là bên Mỹ nó không có cái văn hóa của nó đó, nó không có cái vấn đề, cái thể diện, nó không có cái mặt mũi, nó không biết vụ vấn đề đó. Bởi vì là nó nhìn cái chính trị bên Việt Nam mình á, nó không có hiểu được. Thấy không? Là như ở bên, để anh dùng cái thí dụ ha, như bên Mỹ đó, là cái người nó có 400, hình như nó có như 435 người trong cái quốc hội của nó, trong cái mà House of Representatives á, phải không? Thì mấy người này người ta đưa ra luật mới, người ta đưa ra này nọ, ok? Cho người ta làm tạo ra luật mới cho nước đất bên nước Mỹ. Mà em biết không? Cái đó làm sao mà em vô trong cái quốc hội được, cái đảng của nó được? Làm sao? Như con nhỏ mà nó trẻ tuổi, con nhỏ mà cái người mà trẻ tuổi nhất á mà vô trong quốc hội của nước Mỹ đó bông là 29 tuổi, con nhỏ đó tên là Alexandria Ocasio-Cortez. Là nói tắt lại là tên nó là AOC, AOC. OK. Bởi em mà bấm vô trong mạng á, em bấm AOC đó bông là ra tên đó. Nó là cái người mà quốc hội trẻ tuổi nhất. Bông nó chỉ có 29 tuổi à. 28, 29 tuổi gì đó, nó dưới 30 tuổi. Bông nó là người đầu tiên mà vô trong quốc hội bên nước Mỹ đó, trong lịch sử nước Mỹ đó. Là cái người trẻ tuổi nhất, right. Không? Mà làm sao mà cái người á, mà không có tiền, không có tài năng gì hết, không có kinh nghiệm gì trong chính trị vậy đó, nó không có biết có giao thiệp với mấy người chính trị khác nữa, mà nó vô á, tại sao? Tại trong cái xã của nó có cái phượng của nó đó, nó đi khỏi cửa mọi người đó, xong nó kêu bà con á, mày bảo chọn cho tao để làm một người trong quốc hội. Tại vì nó nói tiếng Tây Ban Nha đó, nó người Tây Ban Nha đó, nó trong cái xã của nó nhiều người Tây Ban Nha, hồi xưa giờ đó là thằng Mỹ trắng, nó đại diện cho cái phượng đó, cái quận đó, xong bây giờ nó mà cái thằng Mỹ trắng đó, nó ý á là nó có tiền đó, bên phe của nó có tiền, nó có giàu sang đó, bởi nó không có để ý nhỏ này, xong nhỏ này nó dù nó nghèo đi, nó đi khỏi cửa mọi người gia đình mà Tây Ban Nha đó, nó đưa giấy đó, nó hay tới ngày bảo chọn nó bảo tử cho tôi. Không, là vô đúng không? Và bầu cử. Bảo tử không? Bầu cử. Bầu cử cho dạ, tôi. Bầu cử. Rồi xong tới ngày đó, bà con đi ra đó, người ta bầu cử cho nó. Rồi xong nó thắng. Thấy không? Thì đó là... xong rồi, cái người mà không hiểu cái hệ thống bên Mỹ đó, người ta nghĩ rằng cái đó là tốt. Mấy người Việt Nam bên Mỹ đó, họ không biết á, họ sanh ra bên Mỹ đó, họ không có hiểu cái văn hóa của người Việt Nam mình ở cái văn hóa mà cái thể diện đó, biết không? Trong cái văn hóa thể diện của người Việt Nam mình đó, không bao giờ mình cho cái người mà dốt, ngu, không có kinh nghiệm mà không có tiền,
đi làm cái đại diện cho mình được. Em nghĩ coi, người Việt Nam này á, nguyên cái nước Việt Nam này á, ai chịu chấp nhận á, cái người ngu, dốt, không có tiền, không có kinh nghiệm, đứng ra đại diện cho mình. Bởi vì cái hoàn cảnh đó nó không có xảy ra ở Việt Nam mình được, trong cái đảng cộng sản nó không có xảy ra được. Mà mấy cái người bên Mỹ đó không hiểu cái văn hóa mà mặt mũi bên Việt Nam mình. Bởi vì đó, nó cứ nói rằng đó, tại sao mà nước Việt Nam mình nó không có cái chính trị giống như bên Mỹ được. Tại sao nó không cho mà. Tại vì đó, là bên Mỹ đó, cái người dân đó, mà không có kinh nghiệm đó, mấy người như anh em mình đó, không có cái kinh nghiệm gì trong chính trị đúng không? Nó cho mình đó, bảo chọn cho mấy người vô trong quốc hội. Nó cho mình á, mình em nghĩ coi người dân ở nước Mỹ đó, bao nhiêu người á mà hiểu cái hệ thống chính trị bên Mỹ, bao nhiêu người á mà thiệt tình á hiểu rằng đó là mình nên mà gì đó em nói gì đó vote đó, yeah, bầu cử, bầu cử cái người này đó để làm đó, đại diện cho cái phận mình hay là cái bụng mình, bao nhiêu người hiểu được cái vấn đề đó, chắc cũng ít lắm. Hồi đó giờ mà anh ở nước Mỹ đó, bạn bè của anh nó làm không có thằng không nào thèm, không nó không có thằng nào á nó đủ tư cách á mà nó hiểu á là em có xứng đáng á mà đại diện cho nguyên cái quận này hay là không. Tại sao vậy? Tại vì á em lo làm ăn, anh lo làm ăn, lo làm tiền, lý do gì mình hiểu vụ vấn đề đó, được thấy không? Còn á là ở bên Việt Nam mình á là cái đảng đó, nó ai bảo chọn cho em làm trong quốc hội và trong đảng đó, nó bảo không là mấy người đó đã có kinh nghiệm á chính trị, là có kinh nghiệm á làm ăn, là có kinh nghiệm á làm tiền, là có kinh nghiệm cái vấn đề đó, người ta mới đoán được là em có đủ tài năng đó để vô làm cái chức đó, để đúng đại rồi. Diện cho cái quận đó hay là cái đó được. Thì đó là cái nào hay hơn không? Bởi vì á là bên Mỹ đó thì nó bảo rằng á là cái người dân mà dốt không có biết gì trên vụ chính trị đó nên có cơ hội để bảo cực cho cái cho em á làm đại diện cho họ. Còn bên Việt Nam mình nó có cái văn hóa đó là cái văn hóa mặt mũi, cái văn hóa thể diện, nó không bao giờ đó mà nó để cho cái thằng dốt á mà cái thằng nghèo á mà đi đại diện cho nó. Cái góc nhìn của anh hay vậy chứ, lạ đấy. Dạ. Không cái nào chứ đó. Như mấy thằng mà nó ngu dốt như anh vậy nè, em có chịu á là cho anh ra đại diện cho em không? Em cho không? Phức tạp. Không có cách nào hết trơn á. Em thích anh bao nhiêu thích đi, bề ngoài đó em nói bông, mà tới ngày đó mà bảo cử cho anh á để đại diện cho cái quận của em á, em không bao giờ. Mẹ mày ngu chết, mẹ mày mà bảo cử cho mày làm gì? Thấy không? Bởi đó là một cái vấn đề đó mà cái người Việt Nam mà họ sanh lên Mỹ đó, họ không có hiểu được. Họ không có hiểu rằng á là cái văn hóa của người Việt Nam mình đó. Bởi anh nói như vậy là để anh chi? Anh lý do anh nói anh phân biệt cái này là để anh chi? Để cho đó là em hiểu đó là cái vấn đề mà nó khác biệt á, như vậy nó hay hơn á, là nó hai cái nó khác nhau. Hai cái khác nhau. Bởi vì cũng mà anh nghe bà con nói cũng mà như hồi nãy trước khi anh mở cái video này đó, thì nói là bên Mỹ nó tốt hơn, anh hỏi em cái gì? Tốt hơn cái vấn đề gì? Không như em mà nói rằng đó là bên Mỹ nó tốt hơn cái tài chính đó phải không, cái hệ thống mà tài chính mua bán cổ phiếu đó, nó hay hơn bên Việt Nam mình đó, rồi anh chấp nhận nó hay hơn cả 1.000 lần nữa, biết không? Vì nước Việt Nam mình đó đi theo cỡ 40-50 năm nữa có thể chưa tới được đó, là phần nửa cái hệ thống mà bên nó tạo ra bên Mỹ để mua bán cổ phiếu, ok? Còn á trở lại đi mà em mà nói đó, là cái đồ ăn hả? Cái đồ ăn đó nó sạch sẽ hơn bên Mỹ đó, mà cái đó có sự thật hay là không cũng chưa biết được, ok? Nó ngon hơn hay không thì cũng tùy rồi đó. Không phải mình đừng nói ngon, cái đó ngon là tùy, cái đó là mọi người, cái đó là cái gì đó, cái ý kiến của mọi người. Em như anh không có thích ăn sầu riêng, xong em mà thích ăn sầu riêng anh nói cái đó ngon hả bông, thì cái đó là mình cái đó mình không có mà cãi nhau được, tại vì mọi người thích, mọi người không thích, thấy không? Mà cái mà bà con nói là ở bên Mỹ đồ ăn á nó sạch sẽ hơn, phải không? So với cái gì? Như em mày ra cái siêu thị đó bên Mỹ đó, mà em mua rau cải ở ngoài đi, xong cái em ra ngoài đường lộ bên đây đó, em mua mà ngoài chợ ước, chợ mà gì đó, tiếng gì mình nói gì, nó bán ngoài đường đó. Chợ ngoài đường. Chợ ngoài đường nữa không? Mình so sánh hai cái đó đâu được. Không như em có bằng cấp đại học,
em học làm kỹ sư, em học làm luật sư nữa, em có bằng cấp gì đó, phải không? Và xong rồi hồi đó giờ anh có đi học mà tiếng Việt lần nào chưa? Chưa, chưa đi học một ngày. Và xong cái mà anh em mình so sánh với thằng nào biết tiếng Việt giỏi hơn nữa. Đâu được quá. Cái đó có lý không? No. Hả? Cái chuyện vô lý. Như như anh mà lại anh so sánh với mà thằng con của anh nó mới có 6-7 tuổi đó, xong anh nói rằng võ nghệ của anh á, anh quýnh lộn giỏi hơn nó đó, cái chuyện vô lý, thấy không? Bây giờ đó mình so sánh như cái đồ ăn rau cải mình mua trong cái siêu thị bên Mỹ đi, so với cái siêu thị mà như ở mà bên này đi, mà hai cái siêu thị mình nó bằng chất lượng nhau đi, thì đó mà mình nói rằng đó là một bên đó mà đồ ăn nó sạch sẽ hơn, nó ngon hơn đồ mấy bằng nữa, thì cái đó anh có thể mình so sánh nhau được. Mấy orange right? Đúng rồi. Như bà con bên mà bên đây lúc nào cũng nói là đồ ăn bệnh nó vệ sinh nó hay hơn, nó sạch sẽ hơn, đúng không? Mà anh hỏi em đó là hồi đó giờ đó như ở đây đó bà con đâu có ăn đồ ăn mà đâu đông lạnh đâu. Như tôm cá, cua cá rồi nó tươi hết trơn. Việt Nam mình đi đâu không? Không, Việt Nam mình cái văn hóa của mình đó là mình không ăn đồ nó không có thích ăn đồ đông lạnh. Còn bên Mỹ là gì? Là đồ ăn là đông lạnh như đóng hộp không à? Là phải khui hộp ra xong rồi lấy ra. Hơn nữa bên Mỹ giả sử như những cái nhà hàng của châu Á nó cũng dơ lắm. Cũng rất là dơ. Đúng rồi, chứ như mà nó cũng sạch đâu. Đúng rồi, nhưng mà em mà qua bên New York đi, qua vô trong khu mà gì đó, cái khu mà khu người qua đó, khu mà Chinatown đó. Em mà cho anh đó đồ ăn miễn phí đó, anh vô trong đó anh cũng không đi nữa. Nó dơ dĩ tới mức đó. Ở New York đó là cái thành phố mà trung tâm mà một cái thành phố lớn nhất ở nước Mỹ đó, không? Mà em mà cho anh đó đồ ăn miễn phí đi, em nói rằng là tại anh vô trọng đó anh ăn cái gì cũng được trong khu mà người phố mà người qua đó, cái mà chợ lớn đó, không anh không có vô mẹ nó dơ giấy hả, nó dơ không có tưởng tượng được, không mà có ai nói gì vấn đề đâu, người ta không biết. Em mà cho anh đó anh không có mà vô ăn nữa anh. Mà hồi đó anh bị kẹt đó, anh không biết đó, anh đói quá đó, xong anh kẹt vô trong, anh tưởng mà nó đồ ăn mà tự bông vô trọng hôm nay nó dơ giấy hả, thấy muốn mửa luôn vậy. Muốn mửa. Hồi đó giờ em có ở Việt Nam mình có thấy chỗ nào mà nó dơ giấy tới mức mà em muốn mửa không? Không. Không, cũng có. Nhưng cũng mà anh chưa thấy. Dạ. Nhưng mà đúng là chỗ nào nó cũng có, dơ cũng có. Bởi của mình so sánh gì đó, bông mình phải so sánh là hai cái nó đều nhau. Để mình mới coi trái cam với trái cam với táo. Đúng rồi. Đúng rồi, khi mình so sánh một cái chất lượng cao hơn so với cái chất lượng thấp hơn đó, mình so sánh cái đó không được. Dạ. Đúng không? Như thí dụ đi, nó so sánh đó là bên Mỹ đó là mình tự do, mình muốn nói gì nói. Mà có sự thật không? Có sự thật hay là không? Em muốn nói gì nói được không? Phải, nói là... Được không? Cũng đâu phải là muốn nói gì nói đâu. Không. Mình phải so sánh là ai, em nói ai, cái người giàu hay là cái người nghèo. Cái người nghèo á, bên Mỹ á, em muốn nói gì nói. Em muốn nói gì nói, không ai quan tâm. Đúng rồi, tại em nghèo mà. Em nói gì tới bà em, ai quan tâm làm gì. Em không có sức lực, em không có tiền, em không có sức mạnh. Uy tín. Em không có uy tín gì hết. Em nói gì tới bà. Ai quan tâm mẹ chơi lời nói của em làm gì. Còn em nghèo ở Việt Nam đó, em nói gì nói được không? Được. Ai quan tâm em làm gì? Ai quan tâm em làm gì? Em nói là em ghét cộng sản đi, em nói rằng là em ghét thằng mày hay là người này, người nọ đi. Ai quan tâm làm gì? Em cứ nghèo mà, ai quan tâm cái lời nói của em làm gì? Còn giàu thì sao? Bây giờ cũng em có tiền đi. Em có tiền, em có sức mạnh, em có nhân viên mấy trăm người nhân viên mấy ngàn, em có uy tín rồi đi, trong cái quận mà em ở đi. Rồi đó, em có thể nói gì nói được không? Không. Đúng rồi, không. Sao anh biết? Phải giữ. Tại vì anh có mấy trăm ngàn người theo dõi anh trên mạng phải không? Nhưng mỗi lần anh nói mà gì tốt gì tổng thống mà Trump đó, tại sao á mà thằng YouTube với thằng Facebook á nó phá mấy cái video của anh, nó không cho lại. Really? Yeah. Tại sao mấy anh bạn của anh đó, nó có mấy triệu người theo dõi nó trên mạng phải không? Mỗi lần nó ra cái video nó nói tốt về ông Tổng thống Trump đó, là thằng YouTube với thằng Facebook với thằng Twitter đó, là giấu cái video hết trơn, không cho mọi người. Yeah.
chân không cho ăn tiền quảng cáo, không cho gì, nó làm hết trơn mà sức lực của nó đó để cho bà con không thấy được. Ừ, nó phê. Ừ. Bởi vì em thiệt tình có cái sự tự do để nói gì nói không? Ừ. Em có được, em muốn tự do nói gì nói, miễn sao mà nó không ảnh hưởng mấy người khác mà có tiền nhiều hơn em. Ồ. Em hiểu không? Là cái đó không phải trong nước Mỹ không, cái đó trong những nước Việt Nam, nước nào cũng gì chăng á. Như bên mà gần đây ở Việt Nam mình á, cái thằng gì đó, anh không biết cái thằng đó tên gì á, nhưng mà nó mà đề ốc của mà Alibaba gì đó. Ồ, ok. Tại sao ta điều tra nó? Tại sao công an điều tra nó? Tại sao công an bắt nó? Không, tại vì nó lừa gạt người ta hết mấy năm nay rồi đó, mà không ai nói chuyện á. Mà tại sao bây giờ người ta mới nói? Tại vì nó lớn quá rồi. Không, nó nổi tiếng rồi. Nó có tiền phải không? Bây giờ nó mở miệng ra nó nói gì? Nó chửi mấy người mà công an mà phượng đồ đó. Thấy không? Đúng rồi, nó đánh người ta phải không? Đúng rồi, nó coi thường người ta đó. Thì khúc đó đó. Hồi đó giờ nó nói gì nói, không ai nói gì vậy đó. Mà khúc mà nó bắt đầu nó nói nó có tiền rồi đó. Xong rồi nó nói mà mấy cái lời nói mà ảnh hưởng tới mà nó đụng tới mấy người á mà có nhiều tiền nó đó. Thì làm sao? Mấy người mà có nhiều tiền hơn nó, hay là mấy người mà có sức mạnh hơn nó, hay là có mấy người tính có uy tín hơn nó đó, làm sao? Ta sẽ phản ứng. Đúng rồi, nó sẽ có hiệu quả. Bởi vì cũng mà anh cũng mà bà con ta nói rằng là nó mình có sự tự do bên Mỹ đó, là họ thiệt tình họ không biết. Thật ra mình nói cũng chẳng ai nghe, chẳng đúng ai khe. Đúng rồi, rồi xong rồi mấy người Việt Nam mà ở bên Mỹ đó, mà mấy thằng mà nó nghèo đó. Thì nó đâu biết đâu, nó nói gì nói, nó nói tao ở bên Mỹ tao tự do, tao muốn nói gì nói á bộ. Ủa, tại vì mày nghèo mà, ai đi mày làm gì? Còn nó, mấy thằng Việt Nam mà bên Mỹ đó, mà nó làm ăn khá đó, nó biết là nó đâu có quyền nói gì nói đâu. Như thằng bạn của anh đó, nó có làm mấy chục cái tiệm nail bên Mỹ đó. Nó làm là nó vài triệu phú đó bộ. Nó đâu dám mở miệng ra nó nói gì nói đâu. Nó phải cẩn thận, nó có mấy trăm người nhân viên làm cho nó, đúng không? Chính quyền đang để ý. Đúng rồi, nó đâu có quyền là mở miệng nói gì nói được đâu. Đúng không? Nó phải cẩn thận là nó không đi đúng xe đó, đúng không? Nó có thể ảnh hưởng công ăn việc làm của nó nữa. Đúng không? Anh có chia sẻ gì về vấn đề vợ chồng khác biệt trong cái chuyện vợ chồng mà phải tôn trọng cái sự khác biệt không? Như thí dụ như mà bên thì cái video này mình nói hết vụ vấn đề là nó khác biệt so với nó hay hơn là không. Yeah. Ok, như một cái vấn đề mình nói dù cái gia đình mình đấy, không thì đó là bên Việt Nam mình đó, họ bà con ưa nói là bên Mỹ nó huấn luyện cho con cái đó nó tự do, tự lập independent. Okay. Independent. Yeah. Là nó tự do, nó muốn làm gì làm, nó tự nó ra 18 tuổi là nó ra nhà, đúng không? Thì một cái vấn đề đó bông là cái đó không phải là sự thật, nó có sự thật mà nó không phải có sự thật nữa. Một cái bông là tự động á, 18 tuổi là cha mẹ nó không phải là tự động đuổi nó ra nhà. Đúng rồi. Cái đó không có, cái anh ít có biết cái người cha mẹ nào bên Mỹ đúng không mà con cái họ 18 tuổi đó coi tụi mày họ đuổi mày ra đó. Không, cái đó nó không có cái chuyện đó nó xảy ra. Cái chuyện xảy ra đó là bên nước Mỹ đó, em là người đàn ông phải không, mà con gái á, mà nó biết á, mà em vẫn còn ở chung với cha mẹ đó, cái đó nó rất là quê, nó rất là xấu hổ, nó rất là mất mặt. Really? Đúng rồi, là em không phải là người đàn ông mà mạnh mẽ mà cứ thiệt mà là đủ tư cách. Bởi cái đó rất là quê lắm. Như em mà muốn cặp bồ với con nhỏ đó không, mà con nhỏ nó biết rằng là em vẫn còn ở với cha mẹ đó, là em không có đủ tư cách. Thấy không? Okay. Bởi vì á, là nó không phải là nó tới 18 tuổi nó muốn ra đời. Thấy không? Nó tới 18 tuổi là nó muốn ra, nó không có muốn á, là... Tự lập phải không ạ? À? Không phải là nó muốn tự lập. Nó không có muốn á, là con gái coi nó là cái người vẫn ở chung với cha mẹ. Oh. Rồi là em làm gì? Đúng rồi, là em cặp bồ không được. Yeah. Em kiếm bồ không được, khó lắm. Rồi. Really? Ừ. Vui. Ừ. Bởi vì nó không phải là cha mẹ nó muốn nó... 18 tuổi đuổi nó ra, nó tự ra thôi. Nó tự ra, tại vì nó mà không ra đó, nó không kiếm bồ được. Wow. Yeah. Không, là em mà không có xe cộ đó không sao. Em không có việc làm đó không sao.
mà cái vấn đề mà em vẫn ở chung với cha mẹ đó thì cái đó rất là xấu hổ đó. Bởi vì nó không chấp nhận được, bởi vì bắt buộc đó là dù anh em mình đó mà không có muốn bỏ cha mẹ mình nữa, mình cũng phải bỏ ra mình kiếm chỗ riêng ở, mình công sinh sống làm đó, dù nó mất tiền đó, nó chi phí nó tốn bao nhiêu đó, trốn đó, mình phải chịu. Tại vì là mình thà đó là cái mình tốn tiền gì đó mà mình có được một bạn gái, chứ mình ở chung với cha mẹ mình đó, ra ngoài đường đó ta cười mình đó, xong cái mình không có bầu bịch được. Rồi em nghĩ cái người mà thanh niên á, 18, 19, 20 tuổi, 25 tuổi, 28 tuổi đó, cái gì là quan trọng nhất? Là chuyện trai gái. Bởi mình không có để cái chuyện đó cản trở mình được. Bởi đó là một cái lý do mà nó bắt buộc mình phải ra. Wow. Vui ha. Vâng. Còn mà em mà 30 mấy tuổi mà em nói em vẫn ở chung với cha mẹ đó là coi như em độc thân luôn á. Coi như là em nó tốt hơn là em thiến chứng giá em đi. Không, tại vì nó gái nó không có coi, nó coi thường mình. Ở Việt Nam thì khác. Ở Việt Nam ở khác. Một cái nhà lại ba generation trong đó, ba thế hệ. Tại sao? Tại vì mình quý trọng á là mình săn sóc cha mẹ mình. Người già. Đúng rồi, người già không? Bởi vì cái văn hóa mình á, như má của anh á, thì muốn anh với mà mấy anh em của anh á, thì về ở chung với bà không có xấu hổ gì nữa. Mà trở lại đó, mình mà về ở chung với cha mẹ mình á, nó còn đó là bà con ta còn phục nữa, mình có giá trị nữa, là ta coi là mình có hiếu. Đó là khác biệt đó. Ừ, nó khác biệt. Ừ. Giữa hai, giữa Mỹ với Việt Nam. Đúng rồi. Bởi Mỹ nó coi rằng cái đó là mà con có hiếu. Còn ở bên Mỹ nó là cái gì mà vấn đề trai gái đó, nó coi mình là mình không đủ tư cách để không sống đủ đó. Tư cách. Đúng rồi. Con gái đó, mà em mà 30 mấy tuổi mà em mà nói rằng đó là em ở chung với cha mẹ đó không? Là coi như mà em nói lời nói đó là coi như em thiến chứng giá, nó không bao giờ đó để em không. Cái đó là cái đó, cái nào nó hay hơn, cái văn hóa nào nó hay hơn? Nó là khác biệt nha, nó chỉ khác biệt à, không có nào hay hơn. Cái bên Mỹ nó cũng không hay hơn bên Việt Nam không hay. Cái đó nó chỉ khác biệt thôi. Cái đó giống như phở Bắc với phở Nam mà. Cái đó mình không có nói cái nào nó hay hơn được. Giống như cái chính trị đó, nó chỉ khác nha, mà mình không nói là cái này nó hay hơn cái kia được. Đúng rồi. Không, tại vì mình nói như thế bông thì bên mà em mà nói bên bạn kia hay hơn á, thì bên Việt Nam nó nói là mẹ mày để thằng dốt mà không có kinh nghiệm làm chính trị mày cho nó lên chức như kia. Mày ngu hả? Mày muốn cái thằng dốt, thằng nghèo nó đi đại diện cho mày hả? Mày muốn thằng dốt, thằng ngu, thằng nghèo nó không có kinh nghiệm nó đi đại diện cho cái quận của mày hả? Mày có khùng điên không đó? Thấy không? Bởi vì nó khác biệt nhau. Không, còn á mình em nói gì trong gia đình á mà vợ chồng á hả, vợ chồng đúng không, thì á, một cái vấn đề á là nó khác biệt á, nó không phải là nó hay hơn, nó chỉ khác thôi à. Nó khác biệt cái văn hóa, nó khác biệt đúng không, là bên Mỹ đó thì á, nó bỏ phụ nữ trên bàn thờ, nó tôn trọng á, phụ nữ hơn á. Cái nguyên cái xã hội đó là nó tôn trọng đó, người phụ nữ. Thấy không, là như anh em mình đi chung nhau, đi cùng gia đình nhau không, như anh mà mở cửa cho vợ của em, vợ của anh, xong đứa gái của em á, xong đứa gái của anh á, cái đó là chuyện thường, chuyện bình thường. Cái đó chuyện thường, cái đó tại vì là lúc nào nó cũng mà nó bên Mỹ đó là lúc nào nó cũng bỏ người phụ nữ trên bàn thờ cho nó. Còn đó, em là người phụ nữ mà đẹp đi, đúng không, mẹ nó còn nó thờ em ấy còn hơn là bà con anh em bên đây thờ mà ông cố nội bà nội mình nữa. Tại sao em cười? Mất cười thì đúng, cái đó nói chuyện mất cười mà đúng mà vậy. Thì tại sao cái xã hội nó vậy? Ai biết cái xã hội nó là nó đó giờ là nó gì đó. Mình em mà quýnh lộn với mà em mà đánh đập mà vợ của em đi, nó mà kêu cảnh sát nha hả, cảnh sát nó không biết là nó còng em trước, bỏ vô tù trước xong nó giải quyết sao. Mày thí dụ như vợ em là cái người đánh em trước đi, nó không cần biết nữa, là cũng ai nó binh cái người phụ nữ trước. Thì cái đó nó hay hơn là sao? Ở Á Đông mình thì không có được dạy. Ở Đông mình thì lại tôn trọng người nào mà làm ra tiền. Thường người đàn ông là người ra tiền trong gia đình. Ra người phụ nữ không được coi trọng bằng.
mình xứ phương Tây. Thì cái đó là cái văn hóa nó khác. Cái văn hóa nó khác. Như ở bên Việt Nam mình á thì nó anh nghe cái này thì anh cũng rất là buồn. Anh không ngờ. Cũng anh về định cư Việt Nam á, anh không ngờ là cái số lượng mà bà con ta phá thai bên đây đó nó rất là nhiều hơn bên Mỹ. Rất là nhiều hơn. Nhiều lắm. Nhiều dữ lắm. Nhiều lắm. Còn hồi đó giờ anh tưởng là bên Mỹ nó phá thai là nó là nhiều rồi đó. Không. Và anh không ngờ đây á, nó về bên đây cái số lượng bên đây đó, nó phá thai đó là cấp 2, cấp 3 lần bên Mỹ rồi. Anh không biết cái thống kê. Cái số lệ cái số lượng đúng chính xác là 2-3 lần không? Mà anh biết là cái số lượng bên này đó nó phá thai đó, anh khám phá cái abo mà nó rất là nhiều hơn bên Mỹ. Bên Mỹ là nó đã nhiều rồi đó. À, anh không ngờ là bên này là nó còn nhiều hơn nữa. Wow. Và tại vì cái vấn đề là gia đình đó, người ta quý trọng là con trai hơn là con gái. À. Bởi vì lúc mà mình đi khám thai đó mà ra con gái á. Không, mình khám thai theo luật pháp bên Việt Nam đó là cái bác sĩ nó không có, nó cấm bác sĩ không cho mình biết đó, là cái đó là mang thai là con trai hay là con gái. Rồi. Tại nó sợ kỳ thị á. Ừ, nó sợ mình kỳ thị mà mấy đứa con gái đó không? Mà mình làm cái chuyện đó thì anh cái đó thì anh không có đồng ý. Cái đó anh không có đồng ý. Chắc em cũng vậy. Ừ, cái đó là cái đó mà em mà bên Mỹ đó mà em mà nói rằng em phá thai tại vì em không muốn đứa con gái, em muốn đứa con trai không? Là coi như là em mắc mối làm ăn của em hết chân đó. Là không, nó không có làm bạn với em luôn á. Cái chuyện đó là nó coi là cái chuyện đó là rất là ác độc á. Rồi. Đúng không? Mà ông trời sanh mình ra cho mình đứa con gái là mình phá thai để cho mình có đứa con trai đó không? Cái chuyện đó hả là em mà người Mỹ mà nó nghe tới cái mức đó hả là không bao giờ nó làm ăn với mình mà nó làm bạn với mình được. Đúng không? Thì đó là cái đó anh cũng không có ngờ. Anh không ngờ cái vấn đề đó. Đúng không? Bởi cái đó thì đó là anh cái đó là cái cá nhân của anh á thì anh chấp nhận cái đó nó không có hay hơn là mình không có nên á là anh không có tin dù cái vấn đề đó anh không có tin rằng á là người ta nên phá thai tại vì á là mình sinh ra ông trời sinh mình ra có đứa con gái không có đứa con trai cái mình phá thai để mình có mà đứa con trai cái đó là quan điểm của mấy cái nước mà người ta đông dân quá người ta không có được đẻ nhiều. Rồi người ta lại có cái quan điểm là có con trai để lấy cái giữ cái họ thành ra nó lại không thích con gái là như vậy. Mà cái đó là như liền bây giờ trong mà bên Trung Quốc đó Trung Quốc, nó có hoàn cảnh đó là có 200 triệu mấy người không có người đàn ông mà không có đủ mà là phụ nữ. Đó là cái hậu quả. Đúng rồi, em nghĩ coi là nước Việt Nam mình nó có gần 100 triệu người dân. Mà cái nước Trung Quốc đó, nó có là cấp 2 cái số lượng đó, người dân Việt Nam mình đó mà không có mà phụ nữ được để có cưới vợ được. Bởi nó chạy qua đây nó kiếm vợ bên mà bên Việt Nam mình nó kiếm vợ không? Tại vì cái nước của nó giết hết chân mấy mà nó phá thai hết chân mấy người phụ nữ. Xong bây giờ nó thiếu mà phụ nữ để mà làm vợ để làm gia đình. Đồng cái chuyện đó thì đó là chắc chắn là cái đó không phải là chuyện khác biệt mà cái đó là anh cái đó là anh làm không được. Cái đó không được. Đúng không? Đúng rồi. Rồi quay xong rồi trả lời đó là bên rồi em nói gì trong gia đình đó. Là cái suy nghĩ cái mindset của người vợ người chồng nhiều khi nó khác biệt thì mình phải tôn trọng đúng không? Nó khác biệt cái vấn đề gì? À, giả sử người vợ thì người ta nghĩ theo cái hướng khác nó an toàn hơn, người chồng thì nghĩ theo cái hướng không hai cái đó thì nó cũng giống nhau. Tại như bên Việt Nam á thì là có nhiều người là chồng nó giữ tiền nó cầm tiền, vợ nó không đụng tới tiền được. Xong bên Mỹ nó cũng có vấn đề đó nữa. Không? Rồi xong rồi nó ngược lại á là bên Mỹ nó cũng có là mà người vợ cầm tiền hết trơn. Chồng về làm bao nhiêu tiền á là vợ nó cầm tiền nó giữ tiền hết trơn. Nếu muốn xài tiền như là phải thì bên Việt Nam cũng có vậy. Bởi đó thì nó không có khác nhau với vấn đề đó. Thấy không? Là cái đó là nó không có mà như anh với mấy thằng bạn của anh á thì á là trung bình á là bên á là người đàn ông đó là cầm tiền hết trơn. Quản lý tiền hết trơn trong gia đình. Tại vì là tôi không phải làm gì đó, tại vì dựa vô là mình là người đàn ông, mình làm cái đó. Cái đó là anh với mấy bạn của nó là không phải tin có cái tư duy đó. Anh có tư duy là người nào á
mà học hỏi quản lý tiền, có kinh nghiệm quản lý tiền, biết quản lý tiền đó, thì cái người đó nên quản lý tiền trong gia đình, chứ không phải là người mình là đàn ông tự động mình là người mà quản lý tiền. Cái người nào mà có đủ tư cách, đủ tài năng hơn á, tài năng giỏi hơn để quản lý tiền đó, thì cái người đó nên quản lý. Như vợ của anh á, thì bà nó để cho anh quản lý tiền, nó không đụng tới tiền mình, phải không? Nó như anh như đó, đó mà xài tung, xài cùng tài khoản ngân hàng rồi chung nhau hết trơn, nó bông thẻ rồi chung nhau hết trơn, mà nó ít khi nào mà nó anh không có bị cái hoàn cảnh mà như mà gì đó, như bên Việt Nam mình nó có cái câu nói rằng đó là mình muốn có con gái để của mà nó có chồng, phải không? Nó sẽ mà nó gửi tiền cho mình, nó săn sóc mình của mình mà lớn tuổi, đó không? Mình nó có cái văn hóa đó không? Là con gái nó dễ gửi tiền cho mình hơn là con trai. em có để ý vấn đề đó không? Có. Ok, thì đó là mà mình gia đình nào cũng muốn ít nhất có một đứa con gái đó, để sau này cũng hành lỡ mình về hưu, đó không? Mình có đứa gái nó phụ mình. Thì trung bình đó là mấy gia đình mà có con cái đi qua bên Mỹ đó, xong làm ăn đó không, thì trung bình nữa là mấy đứa gái nó gửi tiền về cho gia đình đó nhiều hơn là người đàn ông, đúng không? Đúng thì đó là cái đó là cái gì đó, cái văn hóa của người Việt Nam mình. Thì anh cái trung bình đó, như anh về dưới quê của anh đó, cũng mà anh nghe nói rằng là gia đình kia có Việt Kiều đúng không, thì trung bình gia đình nào ta thường nói rằng là đứa con gái nó gửi tiền về nhiều hơn là mấy đứa con trai. Okay. Thì chính anh á, lúc mà anh về nhà gia đình của anh á, má anh cũng nói gì nữa, bả mong là hồi đó bả có một đứa con gái đó không, để cho giờ bả lớn tuổi nó bả về hưu đó không, thì có mà đứa con gái nó gửi tiền về cho bả xài, đúng không? Thì anh cứ chọc bà chị Tư hoài, đúng không? À, chị Tư là má anh đó. Anh cứ chọc chị Tư hoài, đúng không? Là mà chị Tư muốn đổi anh đó cho đứa gái khác, không? Muốn kiếm cái gia đình khác để đổi, trao đổi nhau. Đấy. Thì đó là thì cái đó là anh dựa vô là tài năng, chứ không có dựa vô mấy anh với mấy bạn của anh đó, dựa vô tài năng. Là cái người nào, đúng không? Mà biết cách giỏi hơn. Đúng rồi, quản lý tiền hơn thì cái người đó làm. Như anh với mấy bạn của anh đó là trung bình đó là vợ chồng nhau đó, xài cùng tài khoản, xong rồi anh với mấy bạn qua đó không có ai quan tâm vụ vấn đề mà vợ mình đó, nó ăn cắp tiền xong nó gửi về cho gia đình nó hay không, anh không nữa. Nhưng cũng mà vợ nó muốn gửi tiền phụ gia đình nó gì đó, thì nó nói cho anh biết hết rồi luôn. Không thì nói chứ nó anh không có cái hoàn cảnh đó. Xong nhiều người nói là tại mày không biết đâu, vợ mày nó lén nó lấy tiền, nó lén nó gửi gì cho gia đình nữa, rồi mấy chuyện đó anh thì là anh không quan tâm mấy chuyện đó, thấy không? Tại vì là theo anh thấy đó, một á là mình người đàn ông đó, mình săn sóc gia đình mình đó, không, cái trách nhiệm mình đó là làm nhiều tiền thêm. Em hiểu không? Như thí dụ mà mình cái trách nhiệm mình là người đàn ông đó là mình phải làm đủ tư cách đó để săn sóc gia đình mình, thấy không? Anh không có quan tâm vụ ngồi đó mà kiểm soát coi mà vợ anh nó có mà lấy mà $100 nó gửi về cho má nó hay là không, không, không? Cái chuyện đó, đó không, anh muốn bỏ cái thời gian mà quan tâm vụ vấn đề đó để anh làm thêm vài ngàn đô la nữa, rồi rồi không đồng tại ý. Vì á mình quan tâm vụ cái chuyện đó không, một á là anh mà không có tin vợ anh á vụ tiền bạc đó không, vậy anh cưới nó làm gì á? Cái lỗi của ai? Bởi vậy anh không có mà anh không có mà gì đó, anh không có chấp nhận cái vấn đề mà mình quan tâm vụ mấy cái chuyện đó. Okay. Hay đúng mà đàn ông phải vậy. Như mà trung bình á mấy cái vấn đề mà bà con muốn đó không, mình chỉ bỏ thời gian ra, mình đừng á tốn thời gian mà quan tâm mấy cái chuyện đó không, xong mình lấy cái thời gian đó mình lấy cái thời gian đó mình đi học hỏi á, làm ăn làm tiền thêm đó không, để cho nó làm ra tiền thêm nữa, không? Tại vì mình có nhiều tiền thêm á thì nó giải quyết cái nhiều cái vấn đề đó. Mình không có tiền nữa nó tạo ra. Em hiểu không? Mình mà làm thêm tiền đó, mấy cái chuyện đó nó biến đi mất tiêu rồi. Đấy. Thì á là mong rằng cái video này á anh chia sẻ với em vụ cái vấn đề mà sự khác biệt. Đúng rồi, tại vì là anh thấy nhiều người ta, nhiều đứa trẻ ở Việt Nam á, nó không có biết phân biệt được là cái đó đó là nó khác biệt hay là cái đó nó theo tình nó hay hơn. Bởi anh khuyên rằng là mình ra ngoài đời mình gặp cái gì đó mà mình nghe bà con nói hay hơn đó
hay ở Hà Nội nó hay hơn, là ở Sài Gòn nó hay hơn, hay ở Đà Nẵng nó hay hơn, hay là ở Cà Mau nó hay hơn, đúng không? Không. Mình ngưng lại, mình hỏi nó là tại sao nó hay hơn? Nó hay hơn cái vấn đề gì? Nước Mỹ nó hay hơn không? Nó hay hơn cái vấn đề gì? Nó hay hơn vụ ăn học, nó hay hơn vụ mà kinh tế, nó hay hơn vụ quân đội, nó hay hơn là nó phát minh súng ống vũ khí giỏi hơn. Thấy không? Mà trở lại đó, không có nước nào á mà nó có thể hay hết được. Như anh nói vụ thí dụ đi. Anh nói một thí dụ thôi. Như cái đồ gỗ mà mình làm ở Việt Nam đi, cái nội thất mà bằng đồ gỗ á. Đúng rồi. Nước Mỹ đó, nó không cách nào nó đụng tới miền Tây đó. Không có nước nào mà nó đụng tới nước Việt Nam mình được hết chứ. Đúng rồi, đồ gỗ Việt Nam đẹp. Đúng rồi, đồ gỗ Việt Nam mình nữa. Nhất là cái gỗ nó cứng, à, kia là gỗ mềm. Nó không có đụng tới, nó không, mình không có so sánh được. Mình không có so sánh được. Giống như mà cái, mình so sánh cái đồ gỗ bên Việt Nam mình đó, so với đồ gỗ bên Mỹ đó không. Mộc á, là bên Mỹ nó không có. Nó không có để so sánh nữa. Không, giống như là em mà so sánh là em võ nghệ em bính lộn giỏi hơn con của em á, không, cái chuyện vô lý, mình không có so sánh được, đúng không? Vậy như ví dụ như mình nói cái vấn đề đi, như cái Mỹ là kêu cái sculpture đó, mấy cái gạch mà nó cắt tượng mà Phật tượng, tượng Phật đúng không? Là bên Mỹ á, mấy thằng họa sĩ mà nó cắt mấy đó, mấy thợ mà nó cắt đó, nó không có đụng tới thợ bên Việt Nam được, không cách nào đụng được chứ? Thợ Việt Nam khéo hơn. Thời bên Việt Nam mình nó khéo tay hơn á, là 1000 lần á mấy thằng bên Mỹ. Không có cách nào á mà bên Mỹ á, mấy thằng ngoài nó cắt mà mấy cái tượng Phật đồ, mấy cái tượng mà Chúa Giêsu rồi, không cách nào nó đụng tới mấy thằng á mà ở trên Đà Nẵng thôi. Mình lên trên Đà Nẵng thôi á. Cái chỗ ngồi bán đá rồi đó, đá mỹ nghệ. Đúng rồi, đá mỹ nghệ. Mình chỉ đó, nhắm mắt lại á, mình lựa chọn á, chỉ ba thằng thôi, rút ba thằng ra không, là nó đã hay hơn đó, là gấp 10 lần á mấy thằng bên Mỹ rồi. Okay. Bởi vì là cũng mà bà con ta nói là nó hay hơn hay là gì đó, họ so sánh là nó hay hơn. Lúc nào anh cũng hỏi đó, anh mời các em hỏi đó là nó hay hơn cái vấn đề gì. Nó thiệt tình nó hay hơn hay là chỉ khác thôi. Khác là không phải là hay, khác là chỉ khác thôi. Không, tại chứ mình đừng có nghe nó nói gì đó xong cái mình chạy ra mình nghĩ gì cũng hay chứ. Được hay. Ok, cảm ơn các em coi video ha, rồi xong có gì đó anh em mình gặp lại sau.